cùng hợp cách ứng dụng tính năng 3D của PowerPoint để tạo hiệu ứng cơn mưa tài lộc cho slide PowerPoint Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đầu tiên, chúng ta sẽ vào Insert chọn 3D. Trong bảng hiện ra, mọi người tìm với từ khóa Money. Chúng ta sẽ chọn hình ảnh cơn mưa đồng xu có biểu tượng người chạy rồi nhấn Insert để chèn vào slide. Bước kế tiếp, mọi người chọn hình ảnh vào 3D Format, vào Scene và chọn cảnh số 3. Bước cuối cùng, chúng ta vào Animation, chỉnh thời gian chạy khoảng 12 giây để tốc độ rơi chậm hơn. Và thành quả, chúng ta sẽ có một cơn mưa tài lộc trên slide PowerPoint Tết Nguyên đán để từ đó gửi gắm lời chúc may mắn và phú quý trong bài thuyết trình đầu xuân năm mới.